Trong video này, chúng ta nói Deep Learning, chủ đề bao gồm như sau. Bốn ba đề. Deep Learning là gì? Tiếp theo đó là mạng neuron làm việc như sao? Và cuối cùng là một số ứng dụng của Deep Learning. Thế Deep Learning gì? Đó là một con của phần Machine Learning, nơi mà các thuật toán được cấu trúc dựa trên các hoạt động của bộ não bộ. Nói về cơ bản ấy, thì trong não chúng ta ấy, các neuron tức là các thần kinh não ấy, sẽ hoạt động khi nó có nhận thấy một số lượng đủ các cái thuộc tính gì đó, cái gì đều vào hoặc feature là tính năng hay nội dung vào, nói nhảy số và nó ra kết quả của chúng ta. Khái niệm này dẫn đến việc phát triển sự phát triển của mạng neuron nhân tạo. Các mạng neuron này thì được xây dựng mà để gọi là mô phỏng cái hoạt động bộ não chúng ta trao đổi với tương lai bên ngoài. Khi chúng ta cứ cung cấp một lượng đầy đủ dữ liệu và được học, nó đã tự học thông tin mới, thì mạng neuron có thể đơn giản chỉ là một cái tầng đơn giản dùng để dự đoán, hoặc có thể bổ sung thêm tầng nữa để tiến hành tối ưu và củng cố sức mạnh của mô hình tính toán chúng ta. Và đại khái như này, đi được nhiều cái não ấy, trong não đang những neuron xoắn ấy, gọi là não mà có rất nhanh ấy, đây. Nó càng nhiều dây thì càng biết ăn nhiều nhiều. Vì vậy, thế thì một cái mạng nó đơn giản thì nó có một tầng này, đầu vào, đầu ở giữa, cái tầng ở giữa và tầng đầu ra. Và phức tạp hơn sẽ có một lô tầng trong trong này, xanh này, có cái tầng ở giữa. Thế thì một cái đầu vào nó sẽ được bộ đầu ra, có tầng ở giữa để xử lý, đẩy đầu ra. Đó như vậy, mạng ra. Thế thì vậy thì cái mạng neuron làm việc như thế nào? Thì trong mạng neuron các tầng được chia ra thành ba nhóm, là tầng đầu vào này, tầng ẩn và tầng đầu ra. Mạng neuron thì sẽ sử dụng cái hàm activation để tiến hành gọi là cộng tất cả các cái trọng số của dữ liệu vào để xử lý. Mỗi tầng trong mạng neuron có thể có rất nhiều cái đơn vị tính toán activation. Thì cái hàm activation này và cái đơn vị quản lý tính quản lý đơn vị sẽ kiểm soát cái việc mà cái trọng số chúng ta, mô hình chúng ta học tốt đến đâu trên cái dữ liệu vào. Ở đây nó cụ thể có thể đầu vào ở dưới này, rồi các trọng số được kết hợp hai tính cộng lại, tổng lại ta thấy đưa hàm activation, cái bias là số, là số gọi là độ lệch ấy, độ lệch đi kèm, rồi ra kết quả. Xong cái thực tế ra vào đây, lại quay lại vào đây, lại quay lại trên, lại lại vào đây, quay lại để chỉnh điều chỉnh cái thằng này, điều chỉnh trọng số này. Sau tiên là tổng số gọi là cố định rồi, sau vào đây tính toán, đây lại ra trình nghiệm loại chính lệnh của điện, sau quay lại đây. Tiếp theo, một số các áp dụng của thằng Deep Learning thì có là trợ thị ảo này, mạng xã hội, rồi xe ô tô tự động hóa, rồi trong đó, y tế. Đây giới thiệu thôi, còn cụ thể mới bây sau nói tiếp thêm là nó làm cái gì tất cả rồi. Ngắn gọn là có 3 phần. Deep Learning thì giống như não người, còn sau đó có nó gồm 3 tầng: tầng input, tầng hai lần tầng vào này, tầng xử lý bên trong và tầng đầu ra. Thì nó là cái này đấy, trong tầng ở giữa ấy, nó làm được đầu vào này, tính toán gì đó, sau kiểm tra ổn xong lại đứt này, vòng lại khi nào ổn nó mới ra chữ y này. Thank you.